Sau 2 năm gián đoạn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngày hôm qua phiên chợ Cam hàng năm của tỉnh Hưng Yên đã được tổ chức trong 2 ngày cuối tuần và thu hút đông đảo người tiêu dùng tại các tỉnh thành lân cận và đặc biệt là người dân thủ đô đến tham quan và tiêu thụ sản phẩm. Do chất lượng thơm ngon, giá cả phải chăng, phiên chợ đã tiêu thụ được lượng lớn các mặt hàng cam và nông sản chất lượng cao cho bà con nông dân. Ngay sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên Nông nghiệp 24 giờ. Tham quan và mua sắm tại hội chợ cam, người tiêu dùng như bà Huệ cảm thấy rất hài lòng với chất lượng các loại cam được bày bán lần này. Dù giá cả cam Hưng Yên so với các vùng trồng khác trên cả nước không rẻ hơn nhiều, nhưng cũng không quá cao, phù hợp với túi tiền và thị hiếu của người tiêu dùng hiện tại. Năm nào mình cũng đi cái hội chợ cam này, về Eco Park thì được 7 năm rồi, thì có hội chợ cam khoảng được thì mình tham gia được vài năm rồi. Thì năm nào mình cũng đi thì rất là thích vì giới thiệu được sản phẩm của Hưng Yên. Tôi rất là thích cam Hưng Yên, đặc biệt là mình là người sống ở cái vùng này, ở Eco Park thì mình thích dùng sản phẩm của địa phương. Và đặc biệt là cái cam Hưng Yên nó ngọt, nó có độ ngọt, có thể bổ ăn được. Hôm nay cũng tình cờ sang thăm người thân thôi ạ, nhưng mà em thấy chợ rất là vui và ăn thử cam và trái cây rất là ngon. Cam canh, bưởi, cam lòng vàng V2 là các loại chủ lực của phiên chợ cam. Hiện giá cam đầu vụ được bán tại phiên chợ dao động trung bình trong khoảng từ 30 đến 35 nghìn đồng 1 kg. Các loại bưởi có giá từ 20 đến 30 nghìn đồng một quả. Toàn bộ các sản phẩm tại phiên chợ đều có tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đồng thời phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm. Theo các nhà vườn trưng bày tại phiên chợ cho biết, năm nay cam được mùa, sản lượng và chất lượng quả cam tương đối ổn định, sức tiêu thụ vẫn đang rất khả quan. Nói chung là chúng tôi được tham gia vào cái phiên chợ này, chúng tôi rất là mừng vì chúng tôi đã được quảng bá cái thị trường của chúng tôi khi chúng tôi đã làm ra sản phẩm, nó được xa hơn. Và tới đây chúng tôi cũng chỉ mong muốn được rất là nhiều cái ngày hội chợ như thế này để chúng tôi được quảng bá cái sản phẩm của chúng tôi. Đang bán nó cũng vẫn trôi chảy chứ chưa thấy ế tắc lắm. Tết năm nào cũng đắt, cũng có thể lên đến 450, 60 cũng có. Chứ không căn cứ là từng thời điểm, nói chung là từng cái chất lượng của cam thôi. Toàn tỉnh Hưng Yên hiện có trên 3.800 hectare trồng các loại cây có múi như cam, bưởi. Mùa cam năm nay dù muộn hơn thông thường hàng năm hơn một tháng do rét muộn. Tuy nhiên, cam được mùa, được giá, sản lượng cam và các loại trái cây có múi năm nay của Hưng Yên ước đạt từ 40 đến 45 nghìn tấn. Với các hoạt động xúc tiến thương mại như phiên chợ cam Hưng Yên được tổ chức định kỳ hàng năm sẽ góp phần hỗ trợ rất lớn cho vấn đề tiêu thụ của bà con nông dân. Xác định cam là một trong những cây trồng mũi nhọn để phát triển kinh tế của nông dân, thu nhập từ cây cam và các loại cây có múi cao gấp 2 cho đến 3 lần so với trồng lúa. Tuy là diện tích sản xuất không lớn như là các vùng cam khác như là Hòa Bình, Tuyên Quang, thế nhưng mà nhờ áp dụng các biện pháp canh tác tiên tiến và hiệu quả, người trồng cam ở Hưng Yên cũng đã không ngừng nỗ lực chú trọng các quy hoạch sản xuất các vùng trồng cam theo quy trình Việt Gáp. Từ đó đã tạo ra những sản phẩm chất lượng ngon vượt trội, mẫu mã đẹp và an toàn vệ sinh thực phẩm, được thị trường ưa chuộng. Giá trị của quả cam tươi và các loại trái cây có múi khác đã tăng lên gấp nhiều lần, mang lại thu nhập lớn cho người trồng cam. Nhiều hộ đã thu nhập cả tỷ đồng mỗi năm. Sở hữu gần 4 hectare đất bãi. Để chuyển đổi cơ cấu cây trồng góp phần xây dựng kinh tế gia đình, thay vì trồng lúa, nhà bà Huệ tập trung trồng chủ yếu là cây cam lòng vàng, cam đường canh, bưởi, ổi và một số loại cây ăn quả theo mùa phù hợp. Để nâng cao giá trị cho các sản phẩm, gia đình bà đã chuyển sang canh tác Việt Gáp cho cam từ nhiều năm nay. Cam ngon, đảm bảo chất lượng nên giá thành vì thế cũng tăng gấp đôi so với các loại cam canh tác theo phương pháp truyền thống thông thường. Nếu mà để làm cam Việt Gáp thì tất nhiên là nó sẽ khó hơn là làm cam bán bình thường. Nếu mình muốn làm nổi tiếng thì mình phải chăm chút và mình cũng phải để đạt chất lượng. Nếu mà để so mấy năm nay thì mấy năm ngoái thì giá năm nay như năm ngoái là tại vườn cũng bán 60 đầu mùa. Dự kiến là tôi thì hơn thì tôi không mấy, như tôi cứ cầm 30 tấn thì nó vào có 2 tỷ mốt tiền cam Vinh. Thế còn tiền bưởi, tiền ổi ngoại lệ ăn tiêu không nói. Năm nay, điều kiện sản xuất tuy có nhiều khó khăn do giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng cao. Nhưng đổi lại, với người trồng cam tại Văn Giang nói riêng và tỉnh Hưng Yên nói chung, vụ cam cuối năm được mùa, được giá. Đa số các vườn cam đều cho trái ngọt, với giá bán và sức mua đều khá thuận lợi.
Cái thị trường năm nay thì tôi nghĩ là rất là khá là triển vọng, vì là thứ nhất là cái về cái sản lượng thì năm nay là không có nhiều như mọi năm. Thứ hai là giá thành thì cũng khá là ổn định, cái chất lượng cao năm nay rất là ngon. Nên tôi nghĩ là cái việc đầu ra thì cũng không có gì là khó khăn cả. Hiện tại thì chúng tôi là về cung ấy còn không đủ cầu. Về cái thứ nhất là cái sản phẩm cam Phục Cừ chúng tôi rất ngon về chất lượng, có cái vị ngọt và vị thơm đặc trưng của vùng cam Phục Cừ. Thứ hai là cái sản lượng của chúng tôi năm nay bị thu hẹp. Tức là về cái sản lượng, ví dụ như năm ngoái hợp tác xã tôi doanh thu khoảng 22-25 tấn thì năm nay nó chỉ còn khoảng 15-17 tấn. Cái sản lượng nó bị ít đi thì đương nhiên là, và cái lượng khách của chúng tôi lại tăng lên, thế đương nhiên là cái cung nó sẽ không đủ cầu. Theo số liệu của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hưng Yên cho biết, toàn tỉnh hiện có khoảng 1.970 ha diện tích trồng cam, tập trung chủ yếu ở các huyện Văn Giang, Kim Động, Khoái Châu, Phù Cừ, Yên Mỹ và thành phố Hưng Yên. Trong đó, diện tích trồng theo quy trình Việt Gáp trên 500 ha. Thời gian qua, việc triển khai thực hiện sản xuất cam theo quy trình Việt Gáp đã mang lại hiệu quả tích cực. Chất lượng ngon, an toàn vệ sinh thực phẩm, năng suất ổn định, luôn bán được giá cao, tiêu thụ thuận lợi trên thị trường, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Do vậy, ngành nông nghiệp Hưng Yên đã xác định việc sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp là hướng đi đúng và hiệu quả, nâng cao được uy tín, chất lượng và thương hiệu cam Hưng Yên. Dù là cam Hưng Yên tiêu thụ rất tốt ở thời điểm hiện tại, tuy nhiên thì thời điểm này cam tại các vùng trồng trọng điểm khác cũng đã bắt đầu vào vụ cuối năm và dự kiến là sản lượng từ nay cho đến Tết cũng khá dồi dào. Do vậy, để giải quyết bài toán tiêu thụ trong niên vụ này và các năm sắp tới thì Hưng Yên sẽ phải triển khai các biện pháp cụ thể như thế nào? Chúng tôi đã có buổi trò chuyện với ông Nguyễn Văn Thơ, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên để có thể tìm hiểu rõ hơn về nội dung này. Ông đã tham gia buổi trò chuyện ngày hôm nay cùng VTC16. Thưa ông, có thể cho biết là năm nay cái mùa cam thế nào ạ? Là cái sản lượng cam năm nay so với Hưng Yên, diện tích năm nay của cam Hưng Yên thì cơ bản là không tăng được, vì cái diện tích đất nông nghiệp của Hưng Yên thì các bạn thấy rằng nó bị hạn chế. Cái mục tiêu của tỉnh đó là sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Thế còn nông nghiệp thì hướng tới nông nghiệp xanh và bền vững, chứ không hướng định hướng mở rộng diện tích. Đây là tiêu chí mà Hưng Yên đặt ra. Ông thì cho biết là về cái kế hoạch xúc tiến thương mại năm nay của cam Hưng Yên thì mình sẽ triển khai theo những cái hướng thế nào ạ? Chúng tôi thì triển khai theo hướng tăng cường cái giới thiệu cái bằng cách là trực quan để cho người tiêu dùng cũng như khách hàng đến thăm và trải nghiệm ngay ở nhà vườn và trải nghiệm ngay ở cái phiên chợ cam Hưng Yên. Đây cũng là cái phiên chợ cam thường niên của Hưng Yên chúng tôi tổ chức khu đô thị Eco Park. Cái mục tiêu để tiếp tục quảng bá cái sản phẩm cam Hưng Yên nói riêng cũng như một số các sản phẩm nông nghiệp đã đạt được tiêu chuẩn Việt Gáp và tiêu chuẩn OCOP. Cùng với sự thành công của những năm trước, chúng tôi mong muốn rằng người tiêu dùng Hà Nội và cũng như là người dân của cả nước biết đến Hưng Yên, ngoài các đặc sản là nhãn đồng, tiến vua ra thì còn có đặc sản nữa, đó là cam Hưng Yên với cái hương thơm, vị đậm, đấy là nét đặc trưng. Và điều quan trọng hơn là cái sản lượng cam năm nay thì với diện tích 19.600 ha thì cái sản lượng của 2021-2022 chúng tôi tầm cỡ khoảng 36-38.000 tấn. Ngoài các hội chợ tại Eco Park này, mình có tổ chức ở các tỉnh thành hay là các địa phương khác để quảng bá rộng rãi hơn nữa hay không? Hàng năm thì chúng tôi vẫn thăm phối hợp với Sở Nông nghiệp, Sở Khoa học và Ủy ban các huyện, thị xã, thành phố tham mưu Ủy ban tỉnh tổ chức các sự kiện. Thứ nhất là cái phiên chợ cam ở khu đô thị Eco Park để hướng tới cái người tiêu dùng. Thứ hai nữa thì chúng tôi cũng hướng tới mang ngay cái sản phẩm này vào thị trường Hà Nội, và cũng thông qua khu các phiên chợ này và thị trường Hà Nội thì cái sản phẩm cam Hưng Yên chúng tôi đã vào được hệ thống bán lẻ của Vinmart. Bên cạnh đấy thì một số các cái sàn thương mại điện tử là Vosso, Lazada, Vosso thì cũng như là hệ thống bán lẻ của một số các cái chuỗi sản phẩm sạch trên địa bàn Hà Nội cũng đã về ký hợp đồng tiêu thụ các sản phẩm cho các hợp tác xã và nhà vườn của Hưng Yên. Bên cạnh nâng cao chất lượng ra rồi thì chúng tôi còn tiếp tục khẳng định cái sản phẩm của Hưng Yên thông qua cái tem truy xuất nguồn gốc và cái bao bì của cái tem để người tiêu dùng có nhận diện ra đến cái nét đặc trưng của sản phẩm
cam Hưng Yên. Hiện nay cái giá bán là có những cái vùng cam, có những cái chủ trang chủ nhà vườn ấy, bán được cái giá tận 100.000 một cân, thì đó có phải là cái thành công của mình hay không? Đấy là sự khác biệt để khẳng định chất lượng và thương hiệu của cam Hưng Yên thông qua người tiêu dùng chấp nhận cái giá sản phẩm đó. Chúng tôi đáp ứng đến cái nhu cầu của người tiêu dùng và chúng tôi hướng tới đến cái thị trường vô cùng khó tính để dành cho cái phân khúc khách hàng có khả năng chi trả cao và yêu cầu rất là nghiêm ngặt về chất lượng, về an toàn, thì chúng tôi hướng tới những đối tượng khách hàng đó. Đấy là một trong giải pháp không thể nâng cao, không thể mở rộng được diện tích nhưng nâng cao cái giá trị mang lại trên một đơn vị hecta canh tác. Cây có múi của nghiên chúng tôi hiện nay khoảng trên 3.600 hecta, thì trong đó với diện tích cam chất lượng cao đạt được tiêu chuẩn Việt Gáp chúng tôi thì khoảng 1.900 hecta, chiếm trên 50% diện tích sản phẩm cây có múi. Cảm ơn ông đã tham gia buổi trò chuyện ngày hôm nay cùng chúng tôi ạ.